Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì trước cái nhu cầu học online của các bé học sinh ấy, cái nguồn webcam hiện nay là nó cạn kiệt. Lý do là đã không nhập hàng được nha các bạn. Do ảnh hưởng của dịch Covid, tất cả những cái thiết bị điện tử, máy vi tính bây giờ là cạn kiệt nha các bạn. Thì để đáp ứng cái nhu cầu học online á, cho một số em học sinh á, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái video hướng dẫn cách sử dụng cái điện thoại di động, sử dụng điện thoại di động để mình làm cái webcam nha các bạn. Mình sẽ kết nối cái điện thoại vào trong cái PC á, máy vi tính á, để mình biến cái điện thoại trở thành cái webcam phục vụ cho việc học online nha các bạn. Ok, thì các bạn có thể sử dụng cái điện thoại Samsung hoặc là cái iPhone để các bạn cài cái phần mềm. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trên cái điện thoại Samsung nhé. Các bạn mở cái điện thoại Samsung lên, các bạn vào cái mục CH Play, mở CH Play nha các bạn. Ok, sau khi mở CH Play á, phần tìm kiếm ứng dụng á, các bạn nhập vào Irion Webcam nha. Đó, các bạn thấy cái mục mà Irion 4K Webcam á, for PC and Mac. Bạn tải cái phần mềm này về nha các bạn. Đó, bạn tải về, chọn cài đặt, chấp nhận, nó xác nhận, nó cấp phép ứng dụng, các bạn bấm vào xác nhận nha. Rồi xong các bạn mở phần mềm lên, nó có mục là Do not show again, không có hiện cái bảng này lại lần nữa. Thì các bạn muốn bỏ thì các bạn check vào đây nha, còn không muốn bỏ thì cứ để đó, bấm vào continue. Đó, webcam nó hiện lên rồi nha các bạn, nó đang quay nha các bạn. Bắt đầu nó chờ, nó báo lên cái bảng là waiting for the connection. À, nó chờ một kết nối từ cái máy vi tính hoặc là một cái máy macOS. Bây giờ mình đã cài trên cái điện thoại xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong cái PC á, mình cài cái ứng dụng để mình kết nối qua cái điện thoại nha. Ok. Bây giờ tiếp theo mình sẽ vào trong cái máy vi tính nha các bạn, PC á, hoặc là cái TV mà có thể tải ứng dụng được á nha các bạn. Các bạn vào trình duyệt, bạn vào trình duyệt bất kỳ nhé, Cốc Cốc, Firefox hoặc là Google Chrome. Đây mình sẽ sử dụng Cốc Cốc nha các bạn. Bạn mở trình duyệt Cốc Cốc, thì trên thanh address bar bạn gõ vào cái địa chỉ là irion.com.com nha các bạn. Đó, nó sẽ hiện ra cái trang chủ của cái phần mềm nè, cái software nè, Irion nè. Thì các bạn thấy á, trên trang chủ của phần mềm Irion nè, nó có những cái sự lựa chọn cho mình cài đặt. Thứ nhất là cài cho phiên bản Windows, thứ hai là cài cho Mac, thứ ba là cài cho hệ điều hành Ubuntu hoặc là cài trên CH Play hoặc là App Store. Ở đây mình cài vô trong cái máy vi tính cho nên mình sử dụng phiên bản Webcam for Windows nha các bạn. Bạn lít vào trong cái phần mềm. Đó, nó tải về ở bên góc trái nè. Sau khi tải về á, bạn mở cái phần mềm lên, bạn lít vào. Hiện lên. Bạn bấm vào Run nha. Bấm vào Run để mình cài đặt phần mềm nha các bạn. Chấp nhận. Check vô ở trên nè. Chấp nhận nha các bạn. Next. Next tiếp. Install. Đó, chương trình nó tiến hành nó cài đặt vào trong cái PC nha các bạn. Sau khi cài đặt xong, nó báo finish. Bạn click vào finish nha. Đó, click vào finish. Đó, khi các bạn click finish thì nó sẽ lập tức nó kết nối cái máy vi tính PC của mình á, tới cái điện thoại mà lúc nãy mình đã cài đặt cái chương trình nha các bạn. Chú ý nha. Finish là nó kết nối liền. Đó, nó kết nối nè, connect to Samsung.
A7108 là cái điện thoại Samsung lúc nãy mà mình cài đặt đó nha các bạn. Bạn chú ý là cái điện thoại với cái PC là nó cùng mạng nha các bạn, cùng mạng wifi nha. Hoặc là cái máy vi tính đó, các bạn không xài wifi thì bạn có thể xài mạng có dây. Nhưng mà lưu ý là hai cái thiết bị này nó sử dụng cùng một mạng nha, khác mạng là không nhận nha các bạn. Có phương pháp nữa là các bạn dùng cáp gỡ cái điện thoại, bạn kết nối vào trong cái máy vi tính đó. Ở đây mình chỉ hướng dẫn các bạn là kết nối qua hệ thống mạng wifi nha các bạn, chú ý nha. Ok, vậy là mình đã sử dụng được cái webcam nha các bạn. Giờ các bạn có thể mở Zalo hoặc là Zoom để các bạn học online. Ok nha các bạn thu nhỏ này lại nè. Đó. Sau khi cài xong thì các bạn vào trong My Computer nè, các bạn vào Device Manager, bạn kiểm tra. Nó nhận ở trong cái phần Device Manager nha các bạn. Trong cái phần thiết bị phần cứng á, các bạn thấy xuất hiện một cái camera nè, Orion Webcam. Nó đã nhận trong phần cứng, nó như là một cái webcam ảo nha các bạn. Mình xài bình thường. Giờ mình sẽ thử mình dùng cái phần mềm Zalo để mình test cái webcam này nha các bạn. Ok, bạn đợi mình xíu nha. Mình sẽ mở cái Zalo lên mình test cái webcam nha các bạn. Mở Zalo, test webcam nha. Gọi mình gọi call video nha các bạn. Alo. Alo, nghe không? Đâu cái mặt đâu, đưa mặt coi cái. Alo, đang đâu? Alo. Vậy là cái webcam mình đã thấy được nha các bạn, đã test trên Zalo Call ok nha các bạn. Tương tự khi các bạn sử dụng phần mềm Zoom để học trực tuyến á, bạn mở bình thường nha. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.